Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng tôi Chắc hẳn vào đầu năm mới, ai ai cũng muốn thiết lập cho mình những mục tiêu sức khỏe Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 10 mục tiêu sức khỏe có thể giúp cho các bạn khỏe trẻ đẹp hơn nhé 10 mục tiêu năm mới giúp bạn sống khỏe mỗi ngày Bạn muốn đạt mục tiêu sống khỏe mỗi ngày nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu Hãy thử với những điều đơn giản và dễ dàng nhất năm mới chính là thời điểm lý tưởng để bạn đặt ra những mục tiêu chăm sóc sức khỏe bạn có thể đặt mục tiêu năm mới sẽ giảm cân ăn uống lành mạnh hay bắt đầu tập thể dục để sống khỏe mỗi ngày thực tế các mục tiêu sức khỏe thường khó thực hiện và dễ dàng bị từ bỏ chỉ trong vài tuần đây cũng là lý do tại sao nhiều người đặt mục tiêu từ năm này qua năm khác mà vẫn không thực hiện được để nâng cao tính khả thi của mục tiêu năm mới bạn nên xác định những điều đơn giản có thể thực hiện một cách dễ dàng. Bạn có thể thử đặt 10 mục tiêu năm mới sau đây để sống khỏe mỗi ngày. 1. Ăn nhiều thực phẩm tự nhiên. Một trong những cách dễ dàng nhất và bền vững nhất để sống khỏe mỗi ngày là ăn nhiều thực phẩm toàn phần, hay còn gọi là thực phẩm tự nhiên. Nhóm thực phẩm này chưa được chế biến hay tinh chế, không có muối, chất béo, chất phụ gia và chất bảo quản động vật cung cấp thực phẩm phải được chăn thả tự nhiên, không dùng hóa chất, kháng sinh hay chất tăng trọng khi chăn nuôi. Bạn nên đặt mục tiêu năm mới ăn nhiều thực phẩm tự nhiên từ rau củ quả, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, thịt và cá để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn thực phẩm tự nhiên có thể làm giảm đáng kể các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch, trọng lượng cơ thể và lượng đường trong máu, cũng như giảm nguy cơ mắc một số bệnh chẳng hạn như bệnh tiểu đường tiếp 2. 2. Di chuyển nhiều hơn mỗi ngày Khi phải làm một công việc ít vận động hoặc không đòi hỏi di chuyển nhiều nơi, bạn có thể ngồi quá lâu trong suốt 8 tiếng mỗi ngày. Tác hại của thói quen ngồi nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư. Bạn có thể đặt mục tiêu năm mới sẽ giới hạn thời gian ngồi tối đa là 30-60 phút, sau đó sẽ đứng lên để di chuyển xung quanh. Bạn có thể đi dạo bộ ở công viên để thư giãn và tận hưởng không gian trong lành. Thói quen này cũng sẽ giúp bạn giảm stress khi đang gặp vấn đề khó khăn. Bên cạnh thói quen di chuyển, bạn cũng cần tập tư thế ngồi đúng để tránh bị gù lưng. Tình trạng ngồi sai cách kéo dài cũng khiến bạn dễ bị đau mỏi lưng và vai. 3. Cắt giảm thực phẩm kém lành mạnh Để sống khỏe mỗi ngày, bạn cần cắt giảm đồ uống ngọt, các loại đồ uống có sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, gan nhiễm mỡ, bệnh tim, kháng insulin, sâu răng ở cả trẻ em và người lớn. Khi thực hiện mục tiêu cắt giảm đồ uống ngọt, bạn có thể thay thế bằng các loại thức uống tự nhiên như nước dừa, nước ép trái cây, trà xanh. Bên cạnh đó, bạn cũng hạn chế tối đa các loại thực phẩm chế biến sẵn như mì tôm, thịt hay cá đóng hộp, xúc xích, thịt nguội. Các loại thức ăn nhanh cũng thuộc danh sách thực phẩm kém lành mạnh mà bạn nên cắt giảm khoai tây chiên, pizza, hamburger. Nếu muốn sống khỏe mỗi ngày, mục tiêu năm mới của bạn cần học cách nói không với thực phẩm kém lành mạnh hoặc giảm thiểu đến mức tối đa. 4. Chăm sóc răng miệng cẩn thận. Sức khỏe răng miệng của bạn là một mục tiêu nên được duy trì suốt đời. Thói quen đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên có thể giúp bạn ngăn ngừa các tình trạng răng miệng như viêm nướu răng và hôi miệng. Một số nghiên cứu cho thấy bệnh nếu răng có thể liên quan đến các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh Alzheimer và bệnh tim. Nguy cơ này khiến việc chăm sóc răng miệng trở nên quan trọng hơn. Ngoài việc đánh răng và dùng chỉ nha khoa thường xuyên, hầu hết các nhà sĩ đều khuyên bạn nên kiểm tra và làm sạch răng ít nhất mỗi lần một năm. 5. Chọn bộ môn thể dục phù hợp Mỗi dịp đầu năm, nhiều người mua thẻ thành viên ở các phòng gym, Trung tâm thể dục thẩm mỹ và các chương trình thể dục trực tuyến với mục tiêu giảm cân trong năm mới. Mặc dù hầu hết mọi người đều bắt đầu với động lực tập luyện mạnh mẽ, nhưng hiếm ai có thể biến điều này thành một thói quen lâu dài. Khi thực hiện mục tiêu tập thể dục, bạn hãy chọn một bộ môn dựa trên sở thích và lịch trình phù hợp với sinh hoạt hàng ngày. Bạn có thể đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe 30 phút trước khi đi làm hoặc đi bơi trên đường về nhà để xây dựng thói quen dậy sớm tập thể dục. Bạn có thể bắt đầu với những điều dễ dàng. Uống một ly nước vào buổi tối trước khi ngủ, bạn hãy để sẵn một bình nước ngay cạnh giường, ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên, bạn có thể uống ngay một cốc nước nhỏ. Điều này không chỉ giúp bạn tỉnh táo hơn mà còn bổ sung nước sau một giấc ngủ dài. Một nghiên cứu còn cho biết thói quen uống nước ngay khi mới thức dậy sẽ giúp bạn tăng hoạt động trao đổi chất lên đến 30%. Dọn giường gọn gàng bạn có thể biết những người dọn giường gọn gàng có giấc ngủ ngon hơn những người bừa bộn. Nếu bạn thuộc 35% người lớn ở độ tuổi 25 đến 35 không có thói quen dọn giường, đã đến lúc bạn cần ngăn nắp hơn rồi. Việc này thật đơn giản, bạn mất chưa tới 3 phút, thế nhưng bạn sẽ có một ngày mới hiệu quả hơn và chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon vào buổi tối. Khởi động nhẹ nhàng nếu bộ não của bạn vẫn còn lơ mơ say giấc nồng ngay cả khi đồng hồ reo, hãy khởi động cơ thể trên giường. Bạn có thể thực hiện một vài động tác nhẹ nhàng như vươn vai, gập bụng, đá chân, xoay người. Các vận động sẽ thức tỉnh bộ não và hệ thần kinh để sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng. Đồng thời, các bài tập này cũng giúp giảm stress, tăng oxy cho cơ bắp khiến bạn trở nên hoạt bát hơn và bạn có thể bước xuống giường để bắt đầu một ngày mới. Nhai kẹo hương bạc hà. Nhai kẹo cao su hương bạc hà vào buổi sáng sẽ giúp bạn có hơi thở thơm tho. Một nghiên cứu cho biết, hương bạc hà có thể giúp cải thiện tâm trạng và tăng cảm giác tỉnh táo. Các huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng cho rằng loại kẹo này giúp các bài tập trở nên hào hứng hơn, thế nên nếu bạn chuẩn bị đến phòng tập thì đừng quên bỏ thêm hộp kẹo bạc hà vào túi. 6. Dành thời gian chăm sóc bản thân mục tiêu dành thời gian cho bản thân không phải là điều ích kỷ mà là một bí quyết sống khỏe mỗi ngày mà bạn nên áp dụng trong năm mới điều này đặc biệt quan trọng đối với những người trong vai trò chăm sóc con nhỏ cha mẹ già yếu hoặc người thân bị đau ốm bạn có thể mắc chứng căng thẳng khi chăm sóc người bệnh dẫn đến kiệt sức nếu không cho phép bản thân được nghỉ ngơi đối với những người có lịch trình bận rộn và thời gian hạn chế quyết định chăm sóc bản thân có thể rất khó khăn Tuy nhiên, đây là một mục tiêu rất đáng để đầu tư thời gian. Bạn có thể đi spa 1 đến 2 lần một tháng, tham gia câu lạc bộ yêu thích, chuẩn bị một bữa ăn ngon lành cho bản thân, đi dạo bộ hoặc ngủ nướng thêm một tiếng khi cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn đã vất vả suốt một thời gian dài, hãy công bằng với bản thân bằng cách cho phép mình được nghỉ ngơi ít nhất 1 đến 2 ngày. 7. Nấu ăn ở nhà thường xuyên hơn. Nghiên cứu công bố trên NCBI ngày 17 tháng 8 năm 2017 cho thấy, những người nấu nhiều bữa ăn tại nhà có chất lượng bữa ăn tốt hơn và ít chất béo hơn so với những người ăn nhiều bữa bên ngoài. Nghiên cứu này khảo sát 11.396 người trưởng thành, kết quả là những người ăn 5 bữa trở lên nấu tại nhà mỗi tuần có khả năng thừa cân thấp hơn 28% so với những người ăn ít hơn 3 bữa ăn tại nhà mỗi tuần. Bạn có thể bắt đầu làm một bữa ăn mỗi ngày, sau đó tăng dần suất theo thời gian cho đến khi bạn thực hiện phần lớn các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ tại nhà. Nếu bạn quá bận rộn, hãy trang bị những bí quyết nấu ăn nhanh để vừa đảm bảo dinh dưỡng lại tiết kiệm thời gian. 8. Dùng sản phẩm thân thiện với thiên nhiên. Bên cạnh thực phẩm ăn uống, các sản phẩm thường ngày trong nhà cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn. Đó có thể là mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng, chất tẩy rửa. Để sống khỏe mỗi ngày, bạn nên đặt mục tiêu năm mới chọn lọc các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và thân thiện với môi trường. Bạn cũng có thể tự tay làm những sản phẩm chăm sóc bản thân và dọn dẹp nhà cửa từ nguyên liệu thiên nhiên. Nước hoa hồng, nước xịt khoáng, mặt nạ dưỡng da, nước lau chùi nhà cửa, nước rửa chén tự nhiên. Khi dùng sản phẩm thân thiện với thiên nhiên, bạn không những ngăn ngừa nhiều bệnh từ hóa chất độc hại mà còn góp phần bảo vệ môi trường. 9 Đảm bảo giấc ngủ chất lượng. Giấc ngủ là một phần thiết yếu của sức khỏe tổng thể, do đó tình trạng thiếu ngủ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Người thiếu ngủ có thể đối mặt với nguy cơ tăng cân, bệnh tim và trầm cảm. Bạn nên ngủ sớm tầm 10 đến 11 giờ tối và dậy sớm tầm 5 đến 6 giờ sáng. Có nhiều lý do khiến bạn không ngủ đủ giấc, vì vậy bạn nên thu xếp lịch trình và lối sống để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Hãy giảm ánh sáng trong phòng ngủ, không dùng caffeine và hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Theo một số nghiên cứu, thói quen online có liên quan đến các vấn đề lo lắng, cô đơn, trầm cảm. Nếu bị khó ngủ, bạn có thể tìm cách ngủ nhanh bằng những bài tập thở hoặc ngồi thiền. 10. Tận hưởng những kỳ nghỉ Những chuyến đi du lịch dù chỉ trong một kỳ nghỉ ngắn có thể có tác động tích cực ngay lập tức giúp giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe. Đây cũng là một trong những bí quyết sống khỏe giúp bạn vượt qua áp lực công việc để lấy lại cân bằng. Trong năm mới, bạn hãy quyết định đi du lịch cùng bạn bè, người thân trong gia đình hoặc đi du lịch một mình. Cho dù bạn đi du lịch đến một nơi mà bạn tò mò muốn khám phá, hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi ở nhà cũng đều rất tốt cho sức khỏe. Để tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn và thoải mái, bạn nên thu xếp công việc, khoa học và đặt mục tiêu năm mới sẽ tiết kiệm để có thể đi du lịch ít nhất 2-3 lần. Mục tiêu năm mới không nhất thiết phải là những điều thật lớn lao. Bởi dù bạn muốn làm bất cứ điều gì cũng cần phải có sức khỏe. Thay vì để đến khi mắc một chứng bệnh mới lo lắng, bạn nên xem sức khỏe chính là điều quan trọng đầu tiên trong danh sách của mình. Hãy sống khỏe mỗi ngày, bạn sẽ có được điều mình muốn. Hãy để lại comment phía dưới, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin mới về sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.